thì bố Lương thấy Thành vào bếp và cái kết. Ủa sao nó không chín ta? Ủa có nên bỏ vô luôn chung không ta? Bỏ vô đại. Ủa chết rồi, nó bể rồi. Chín chín thì cũng tương đối dễ. Rồi chấm nước tương với lại cái trứng nữa nè. Rồi nè, con bóc ăn đi. Lần đầu tiên vào bếp nấu cho con trai bằng tình yêu của một người ba, liệu bà Bảo đón nhận món bánh mì ốp la này như thế nào? Ui da. Ngon không? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chín chín thì cũng tương đối dễ. Dễ bề. Đến với gia đình tiếp theo, ba Thịnh sẽ nấu gì sau mì tôm và mì tôm đây? Ủa cái bột nêm mà để đâu vậy? Đứa nào là một niêm trời. Gia vị súp phở theo luật định thôi. Không biết đúng không? Chỉ là cứ để vậy thôi lên ta. À, khi nào chín thì mình cứ lật lên đúng không? Cũng dễ. Cũng dễ. Cũng dễ. Ui da. Sao nó bị văng dữ vậy? Rồi sao chiên gà mà khổ quá vậy? Cháy rồi. Giờ sao? Nên mình sẽ lặng ngắt rồi trời. Như nước lã vậy á. Không phải rồi. Không biết đúng không? Ôi cái này không thấy nêm rồi. Đây là món canh của ba Thịnh. Hãy đặt tên cho món canh này. Cũng dễ. Dễ chấn thương. May quá, bố Thịnh đã ngưng các món từ mì tôm rồi. Không biết bố Việt sẽ trổ tài làm món gì cho các con đây. Bố nấu mì nhá. Bố nấu mì nhá. Đoán thật, cứ đừng tiếng cho con khóc. Chị đây, em chào chim đi. Tôi nghĩ mà tôi tức á, bộ thích tôi lắm hay gì? Đấy, rồi, đây, bố xong rồi. Đây, lấy cháo các ăn nhá.
Ơ, bác đến, bay đến chưa? Gọi từ chiều không được. Chồng đang tính hỏi cái gì đây? Cơm với cả cá rán là cá gì rán đây? Rồi. Khiếp cái khúc cá to này ạ. Canh cải cúc. Ok, không cần thịt gì. Rồi, đâu rồi, tí nữa ấy làm đến đâu thì lại gọi đến đây. Thôi rồi lượm thôi. Đang định hâm lại cháo Domino đi. Sao vậy anh? Đây, cái này nó cứ rình 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 rình, em không để ý. Đang chuẩn bị múc cháo vào. Thế là cứ để ý là để tắt bếp. Thế là nguyên một cục này nó chảy chảy vào đây. Gạt vào đây rồi, cho lại vào đây thì làm sao. Nó thở nhiều con, không biết trả lời sao bây giờ luôn. Còn kiếm phụ huynh rồi. Đây nhá. Chồng đang chuẩn bị múc cái này để vào đun lại cho Mino. Thì cái này, bật cái này lên chưa có nước hay sao ấy, nó cứ rành 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 rành, nó nổ đục 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 ấy. Em mình để ý để tắt bếp quá, thế là mình rơi mất một cục này. Đây, một cục này vào cái bệ đá này. Nhưng mà kịp hứng lại với cả kịp vét nó vào lại bát rồi. Thì bây giờ cho lại cái này vào trong nồi để đun thì nó có diệt được vi khuẩn virus không? Có ấy không? Có sợ không? Được rồi. Ok. Thì coi kìa. Anh nấu không ăn là sao? Nấu có giống vị mẹ nó không? Nó còn chưa động một tí nào vào. Ta không nên buồn, và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không?